Cốp camera khắc vụ nữ công nhân 21 tuổi cầm dao hỗn chiến, đâm ba người thương vong sau khi mâu thuẫn với quản lý. Khi bị nhóm người vây đánh, nữ công nhân Lê Thị Kim Cúc dùng con dao đâm loạn xạ nhằm thoát thân. Sau khi thoát ra khỏi vòng vây, Cúc thấy chồng mình cũng bị tấn công nên chạy tới đâm nhiều nhát khiến đối phương gục tại chỗ sau đó tử vong. Vụ việc nữ công nhân xảy ra mâu thuẫn và xô xát với nhóm người, hậu quả khiến một người tử vong, hai người bị thương trong khuôn viên một công ty trong khu công nghiệp Minh Hưng, xã Minh Hưng huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước đã khiến nhiều người xôn xao. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, một góc cam mê ra khắc ghi lại một phần của vụ ẩu đà cũng đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Theo đó, khi nữ công nhân cùng chồng đang di chuyển vào khu vực nhà xe thì bị hai thanh niên bất ngờ chạy tới đâm đá, hành hung tới tấp. Chứng kiến sự việc, người chồng cùng một vài nữ công nhân đã chạy đến giả sức can ngăn. Tuy nhiên, những người này vẫn tiếp tục giật tóc, hành hung ngay trong khuôn viên công ty. Theo quan sát, một số người cho rằng đây là diễn biến sự việc xảy ra trước khi nữ công nhân cầm dao ra tay tấn công khiến ba người thương vong. Nạn nhân tử vong trong vụ việc là TMZ, sinh năm 1993, ngụ Bình Phước, hai người khác bị thương là Nguyễn Thị Thủy. Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1992, ngụ Bình Phước. Liên quan đến vụ án mạng, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Lê Thị Kim Cúc, sinh năm 2001, ngụ Bình Phước, để điều tra về hành vi giết người. Theo công an tỉnh Bình Phước, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc làm việc tại nhà xưởng. Cụ thể, khi làm việc tại phân xưởng, giữa công nhân Lê Thị Kim Cúc và phó quản lý xưởng Nguyễn Thị Trang xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhưng đã được hòa giải. Đến khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày 9 tháng 3, khi tan ca làm, Cúc đi ra cổng để về thì đến cổng gặp Nguyễn Thị Trang cùng Nguyễn Thị Thùy là em Trang và ba nam thanh niên, trong đó có Tề mở Dề. Trang gọi Cúc đến để nói chuyện, khi vừa đi đến thì bị Thùy dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu bị đánh, Cúc lấy dao, từ túi quần ra đâm chúng Thủy gây thương tích. Lúc này, Trang xông vào đánh Cúc cũng bị Cúc dùng dao đâm lại gây thương tích. Cúc quay lại thấy chồng mình là Trần Thế Hiếu, 20 tuổi, bị TMZ đánh nên đã dùng dao đâm liên tiếp vào cổ và người TMZ khiến anh này gục ngã tại chỗ. Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Trang và TMZ được đưa đi cấp cứu nhưng TMZ đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Hiện, cơ quan công an đã mời các đối tượng có liên quan lên làm việc để lấy lời khai. Dieng Lê Thị Kim Cúc bị công an bắt giữ để điều tra làm rõ vụ án. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.